Thanh rất hãnh diện trở thành đại sứ thương hiệu cho Number One. Thương hiệu Number One là một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam, và cá tính của sản phẩm là chinh phục mọi thử thách cũng rất giống với cá tính của Thanh. Điều mà Thanh thực sự tự hào nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực thể thao là việc Thanh đã hoàn thành 250 cây số giải chạy trong sa mạc Atacama ở Chile. Giải này được tổ chức ở sa mạc khô nhất trên thế giới, và Thanh cũng là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên hoàn thành được chặng thi này, và cũng là vận động viên trẻ nhất trong năm vừa rồi. Để hoàn thành được thử thách đó, Thanh đã từ bỏ công việc công sở và đi rất nhiều nơi để luyện tập. Và nhiều ngày Thanh thức dậy vác ba lô nặng khoảng 10 cân để luyện tập, đôi khi thời gian luyện tập từ 6 đến 8 tiếng. Và đôi khi Thanh cảm thấy thực sự rất kiệt quệ, không còn gì để cố nữa. Nhưng nghĩ đến những người đã tin vào Thanh, những người đã ủng hộ Thanh hết mình, Thanh có thể bước thêm một bước nữa để hoàn thành mục đích. Và đó cũng là lý do tại sao Thanh thực sự cảm thấy rất là tự hào, rất là hưng phấn là Number One sẽ trở thành một người bạn đồng hành với Thanh trong chặng này, trong năm nay, khi Thanh chinh phục thử thách 1.000 cây số trên 4 sa mạc khó nhất trên thế giới.